Dạ đầu dịch 20. Dạ rồi. Dạ rồi, đợi em cái anh ha. Có nhiều người hỏi mấy cái xương vịt này mình mua ở đâu á? Ở lò phải không anh? Dạ đúng rồi. Mấy bọng vịt này là những chỗ mà người ta xẻ ra ta làm xì biển đó. Ta lấy thịt ta làm xì biển. Cái bọng xương thì ta bán cho mình. Đó. Xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại kênh Ăn Vặt Sài Gòn Du Lịch nhé. Hiện tại mình đang mặt bên phá lấu vịt Minh Tài. Hôm nay qua đây tiếp tục quay phá lấu chia sẻ giới thiệu đến cô chú bạn cùng khám phá nhé. Ai có đi mua phá lấu vịt thì mình ghé đây mua ủng hộ. Ở đây là địa chỉ tại số 105 đường Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8. Thời gian mở bán từ 14 giờ cho đến 22 giờ. Bữa nay anh Tài có mở chi nhánh 2 bên số 249 đường Dương Bá Trạc, quận 8 nhé cả nhà. Ai có tiện đường bên đó thì mình ghé bên đó mua. Đây là phá lấu vịt hấp dẫn. Ba thau, cánh bên kia góc tư, lòng mè, cuống mè, bên kia đầu với tai heo. Rồi, cho nó là 20 rồi. Ơi, chào em nhá. Dạ rồi, chào anh. Bữa giờ quay em video kêu kiếm tiền tỷ một năm từ những bộ xương vịt, nhiều người không tin. Một ngày ở đây bán là hết gần 300 kg xương rồi. Đó là góc tư đùi 60.000 một cán. Hay chuyên nghiệp mà anh. Xương cứng và cái kéo rất nhẹ nhàng. Cho anh cho nó bấm nhẹ thấy. Ok. Rồi, chúng mình đây là bên app nào đến lấy hàng. Ở đây anh Tài một tháng nghỉ 2 ngày chay nhé cả nhà, 15 và ngày 11. Ai có đặt hàng thì mình gọi điện qua số 0939 673 702 nhé. Anh Tài có ship đến nơi đó. Mấy cái món này tự tay mình bữa đây chế biến luôn anh? Dạ đúng rồi. Ở nhà thì mấy anh em thì phân công ra nhau làm. Người làm việc. Bữa trước là anh Ba, còn bữa nay là em của anh Tài. Có 10.000 quyết cái món này luôn. Có 20.000 quyết rồi. 20.000. Rồi tổng đơn của mình nhiêu anh ơi? Đây đầu vịt 15.000 một cái, nhỏ cái to 20. Tai heo 60.000 một cái. Lòng mề 20.000 một bộ. Góc tư đùi, góc tư cánh 60.000 một cái. Đó. Rồi, cánh mình lấy cánh 10.000 cặp. Rồi mình lấy mấy cặp. Đó là cánh vịt. Cánh nó thì bao nhiêu tiền một cặp anh? Dạ, cặp 10.000. 10.000. Một cái là 5.000. Dạ rồi. Quen gọi anh giờ cứ gọi anh lúc gọi anh gọi em. Nhầm. Anh Tài giờ đây là em trai anh Tài. Đây là nhỏ hơn mình gọi em. Rồi. Khách cờ mua mấy cái đó về nhậu. Rồi, của mình là 50 á. Đá mì giống anh. Không lấy mắm luôn á. 33 khách đến luôn. Rồi, mình thấy chơi. Anh đâu? Dạ. Lấy cái menu đây, có menu đàng hoàng như vậy, ai đến thích ở lượng món nào thì ở lượng. Hai
mấy cái món này chế biến thấy cực kỳ công. Làm cực lắm. Ừ. Nhất là ruột là ruột nhất. Anh rồng ra được cái gạo. Rửa nước nhiều lắm. Hấp cẩm lớn mà. Hấp cẩm lớn nhưng mà giờ em hết bụng. Lấy cái khác em bù qua ha. Thần thập cẩm lớn. Mấy cái phá lấu vịt này chế biến mệt lắm cả nhà. Mình có quay quy trình chế biến rồi. Không phải kiếm tiền tỷ mà đơn giản đâu. Cả một vấn đề. Làm không biết làm không nổi. Đúng rồi. Có nhiều người hỏi mấy cái xương vịt này mình mua ở đâu á? Ở lò phải không anh? Dạ đúng rồi. Mấy bụng vịt này là những chỗ mà người ta xẻ ra ta làm xì biển đó. Ta lấy thịt ta làm xì biển. Cái bụng xương thì ta bán cho mình. Đó. Cái xương với cả cái bọng á, người ta bán, còn mấy cái thịt người ta mang đi làm xì biển. Đó, xì biển. Ốp xì biển giống như làm xưởng vậy đó. À, bữa có bán gạo lạp vịt đó đúng không? Dạ đúng rồi. Cái đó đó. Rồi mà cũng mình là 100 vậy. Mình có chấm bánh mì không vậy? Thực ra còn rất nhiều xương người ta sẽ bán cho mấy người làm phá lấu đó cả nhà. Rồi mình ăn gì anh ơi? Rồi ok. Ở đây có ai đến học nghề có dạy không? Ở đây thì không có dạy nghề. À không dạy nghề hả? Đúng rồi. Nhiều người thấy kiếm tiền tỷ ham quá muốn đến xin học nghề. Cái phá lấu vịt cái tài có thương hiệu hơn 40 năm rồi cả nhà. Cái nghề của bà già ở đây là giờ bà mất giờ nó do mấy anh em trong nhà. Đó, để lại cho mấy anh em trong nhà cùng nhau bán cái này kiếm sống qua ngày. Bỏ ra bỏ đi đại đi. Em vô cho khách. Khách thì rất đông, giờ bộ liên tục. Cút mình nói riêng cho anh. Rồi cũng mình em. Rồi mình ăn gì anh? Biết của ngoài 50 cái bao rồi. Rồi ok. Lấy cái bao không? Lớn cái bao. Mua vô ở chỗ này nè. Chạy lỗi này em lẻ lại. Bỏ nó đi. Rồi, cái này của anh ngoài xe là 60 tặng nhập là có cái nghề để đâu. Trước khi mất rồi còn cái đèn nghề để lại cho mấy anh em. Để lại cho mấy đứa con nhà tắm giờ mình đem mình chuyện vô đó lấy được. Thế cái món này ở Sài Gòn ít người bán. Dạ đúng rồi. Nãy ba mua mèn nhiêu ba mua. Cái món này xưa là nó thẳng như là sao không có bán. Nó thẳng như là xưa là không có bán. Từ ngày quay lên YouTube rồi này nọ thôi. Không biết có người ăn bây giờ mới bán. Đúng rồi. Xưa là đâu có bán được vậy. Xưa là ngày thì ngày và mỗi tháng là chỉ gần còn 2 tháng nữa Tết mới có đồ để bán nữa. Còn bình thường là không có mấy đồ này bán đâu. Còn bán đó bình thường là buổi sáng thì bán bún thịt nướng đồ này nọ. Gần Tết mới có này bán. Như cái thời gian mà trước khi ngày trước mình không có bán đây, mình có đi làm cái làm gì nhỉ? Em làm bên xây dựng. Làm bên xây dựng. Làm lắm đó. Chung gì có tiền làm. Xong sau này cưới được cô vợ về sinh đứa con bắt đầu mới về mà bán này. Đã chịu khó đó. Giỏi đó. Có nhiều người chắc đi qua đây không thấy anh Tài đâu, nhiều khi thắc mắc hỏi Tài ở đâu, ít thấy. Dạ đúng rồi.
Đây em trai của anh Tài. Hai đến đây nhận dạng đúng là pha lấu Việt anh Tài. Mặc áo pha lấu anh Tài luôn. Có thương hiệu luôn. Không sợ nhầm. Cánh chân chân là 6.000 một cặp hả? Dạ đúng rồi. Chân thì 6.000 một cặp. Thấy rất thơm. Bên đây thu mắm hành tím với gừng. Xúc dây điện kìa. Sớm mà bật làm gì? Có kìm điện ô cái máy chưa? Ờ, có sót lại cái bọng xương á. Bọng xương bán là 10.000 một cái. Bán khách mang về. Dạ đúng rồi. Thì đem đi giao. À, khách đặt trên app của số điện thoại đó, gọi điện. Dạ đúng rồi. Rất nếp, 20.000 một miếng. Khách mua nửa miếng cũng bán. Đây chắc là khách mới lần đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mẻ đó cần làm. Có chấm bánh mì không anh? Có chứ. Có bánh mì bánh cho em, mấy em có bánh mì không? Ba ổ 10 ngàn. Thôi đầu lỗ tai đốt tư thì là vậy, đốt tư này là sống tay luôn đốt tay. Anh đang đó chất lượng tóc tư là thịt không cần tàn xương cho nó gầm rồi. Rồi thôi như vậy đi rồi đủ ha. Rồi vậy em tính tiền luôn á, chúng mình 5 cặp chân 30, 2 cặp cánh 60 là 90, 90 3 vào lòng 60 là 150, 3 là 30. Tính tiền là rất nhanh. Hết ta. Rồi mình có lấy bánh mì không anh? Khách ra vô liên tục. Rồi của mình tổng là 45 ngàn hết nữa. Lỗ tai hả? Mềm hai cánh vịt đây. Lỗ tai là bao mềm. Rồi cánh mình lấy cánh lớn cánh nhỏ. Cái này là cánh nhỏ này. Còn cánh lớn rồi đây. Rồi, của mình là 75 ngàn thôi. 6 cánh mình lấy cái lớn cái nhỏ cô ơi. Thank you.
gói đúng không? Dạ 20. Ruột nữa đúng không? Nhà có tiền nha. Dạ rồi. Nhà tay. Còn 30. Rồi tới gửi lại cho 7 luôn cô. Nè bố chú nè. Rồi. 60. Rồi nó gửi lại cho con. Thằng Bảo đem dẹp cái ghế vô trong. Bốn ơi. Chào ông mình đổi 200 lẻ trước cho mình. Thấy thối tiền không mà thấy mệt rồi ha. Dạ. Tiền lẻ không có đủ thối. Lẻ ngày đem ra cái triệu bạc cũng không thối nữa. Tại cái này khách mua dạ đúng rồi. Ít ít một. Nó không tròn tiền nhiều. Rồi, lấy tay giờ mình lấy gì nữa? 10 ngày quyết luôn. Dạ rồi. Ôi, ôi, con gì sao không sao. Đây. Bảo đem chạy vô trọng kêu 6 tấm nước ra liền. Bỏ đó. Rồi cũng bên là 7 thôi. Có đồ ăn nó cho thêm miếng ăn sao không? Dạ 60. Dạ đầu dịch 20. Dạ rồi. Dạ rồi, đợi em cái anh ha. Một lỗ tai 10.000 ruột đúng không? Rồi, mình là 70 đó nơi mình có chấm bánh mì không anh? Có ổ 10.000 anh, thì đặt cuộc luôn. Đó rồi. Hai đầu mình có lấy thêm gì nữa không sư phụ? Rồi, ok, của mình 4 không sư phụ ơi. Đó, sau đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú các bạn rất nhiều nhé. Ai có đi mua pháo lấu vịt thì mình ghé địa chỉ tại số 105 đường Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8. Thời gian mở bán từ 14 giờ cho đến 22 giờ.